Mời thầy Cao Minh Thành sẽ trình bày bài cập nhật kiến thức của mình. Xin mời thầy ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó sư Trần Bảo Long. Tức là hôm nay thì tôi sẽ trao đổi với cả các anh chị cái cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tai giữa cấp mủ. Đây là một cái vấn đề mà nó không mới, nhưng chúng ta luôn luôn gặp. Vậy viêm tai giữa cấp mủ là gì? Viêm tai giữa cấp mủ là tình trạng viêm và tạo mủ trong tai giữa với cái thời gian nhỏ hơn bằng 12 tuần. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta đang quen với cái việc mà viêm tai giữa cấp mủ chúng ta chia làm 3 giai đoạn, đấy là giai đoạn sung huyết, giai đoạn ứ mủ và giai đoạn vỡ mủ. Thì thực ra cái giai đoạn sung huyết nó không nằm trong cái viêm tai giữa cấp mủ. Bởi vì theo như cái định nghĩa này thì viêm tai giữa sung huyết, giai đoạn sung huyết nó sẽ không có mủ ở trong cái tai giữa. Kèm theo với cả những cái viêm tai giữa cấp mủ thì chúng ta làm quen với một cái khái niệm mà thực ra là chúng ta cũng hay gặp. Đó là cái viêm tai giữa cấp tái phát. Tức là cái viêm tai giữa cấp tái phát này là gì? Là sau khi chúng ta điều trị ổn định thì bệnh nhân lại bị tiếp tục viêm tai giữa cấp mủ. Và theo cái định nghĩa này thì nó sẽ xuất hiện trong vòng 3 lần trong 6 tháng hoặc 4 lần trong 12 tháng. Còn một cái khái niệm nữa mà chúng ta cũng thường gặp đấy, tức là gì, cái viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn, hay chúng ta còn gọi là cái viêm tai giữa cấp mủ dai dẳng. Cấp mủ dai dẳng thì những cái triệu chứng này chúng ta có thể tồn tại gì, tồn tại kéo dài khoảng 1 tháng hoặc trên 1 tháng, hoặc là gì, hoặc là ngay sau giữa hai cái liệu trình điều trị của chúng ta thì chúng ta lại xuất hiện khi chúng ta dùng cái kháng sinh. Triệu chứng và dấu hiệu của viêm của nhiễm khuẩn tai giữa ở khi đang điều trị, và nó là cái thất bại của trong cái điều trị, thất bại trong cái điều trị hoặc tái phát trong vòng 1 tháng, thì đấy là những cái mà viêm tai giữa cấp cấp diễn. Và nhiều người thì chúng ta sẽ khó phân biệt được với cả cái viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn, hay là với những cái viêm tai ứ dịch, hoặc là ứ dịch sau viêm tai giữa cấp mủ, hoặc là ứ dịch sau viêm tai giữa cấp mủ. Thì những cái này thì chúng ta thấy cái gì, nếu như trong những trường hợp mà viêm tai giữa cấp mủ hoặc là ứ dịch sau viêm tai giữa cấp mủ thì thường cái màng nhĩ của chúng ta nó sẽ có cái màu trắng đục dày và nó phồng. Thế còn cái viêm tai giữa ứ dịch thì màng nhĩ lõm và dịch của nó màu vàng và nó không trắng đục. Vi khuẩn chúng ta thường hay gặp trong viêm tai giữa cấp mủ thì chúng ta từ lâu nay chúng ta vẫn hay gặp Streptococcus pneumoniae hoặc là Haemophilus influenzae, hoặc là gì, hoặc là tụ cầu vàng. Đây là những cái vi khuẩn mà chúng ta cũng thường gặp trong cái viêm tai giữa cấp mủ, đặc biệt là gì, là những cái mà vi khuẩn chúng ta hay gặp trong những cái viêm tai giữa cấp mủ tái phát hoặc viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn. Thì chúng ta sẽ thường gặp cái influenza mà nó sinh ra cái beta lactamase, thì nó gặp tỷ lệ cao hơn những cái loại khác, tỷ lệ gặp cao hơn những loại khác, và nó thường gặp ở trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. Đây là cái hình ảnh của cái viêm tai giữa cấp mủ mà chúng ta phân độ. Độ 1 thì màng nhĩ không thay đổi cái hình dạng, không thay đổi cái hình dạng, và chúng ta chỉ nhìn thấy mủ ở trong của hòm nhĩ và xác định rõ được tất cả những cấu trúc giải phẫu của màng nhĩ. Độ 2 thì chúng ta thấy là màng nhĩ bắt đầu thay đổi hình dạng, nhưng chúng ta vẫn quan sát được toàn bộ chu vi màng nhĩ và xác định được toàn bộ cái chu vi của màng nhĩ cũng như hình dạng màng nhĩ thì ít biến đổi. Độ 3 thì chúng ta thấy là màng nhĩ phồng và làm biến dạng màng nhĩ, nhưng chúng ta vẫn xác định được cái vòng khung nhĩ ở phía trước. Độ 4 thì chúng ta thấy là gì, có những cái chúng ta không xác định được đâu là màng nhĩ, đâu là cái ống tai, bởi vì cái này là màng nhĩ nó biến dạng hoàn toàn mà chúng ta không thể xác định được những cái vòng khung nhĩ.
Thế thì tại sao chúng ta lại phải đưa ra cái phân độ của cái viêm tai giữa cấp mù? Bởi vì chính cái phân độ này nó quyết định cái vấn đề là chúng ta sử dụng kháng sinh hay chúng ta không sử dụng kháng sinh. Bởi vì với những cái mức độ mà nhẹ mà bị một bên trẻ trên 2 tuổi thì những cái đấy thì thường là chúng ta sẽ sử dụng với cả những cái thuốc hạ sốt giảm viêm và giảm đau tại chỗ và theo dõi trong vòng từ 24 cho đến 72 giờ. Một cái thói quen trước đây của chúng ta là gì? Tất cả những cái viêm tai giữa cấp mù thì chúng ta đều sử dụng kháng sinh ngay lập tức và ngay từ đầu. Thì đây là một cái gì? Đây là một cái điều mà chúng ta cần thay đổi. Vậy điều trị cái viêm tai giữa cấp mù thì khởi đầu cũng như tất cả các guideline trên thế giới đều khuyến cáo chúng ta. Đấy là gì? Chúng ta có thể dùng amox đơn thuần hoặc amoxicillin cộng với cả acid carbonic với liều 100mg trên kg trên 24 giờ. Trong trường hợp mà thất bại với cả amoxicillin và carbonat hoặc là dị ứng với cái nhóm này thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm macrolide mà cái kháng sinh chúng ta hay sử dụng nhiều, đấy là clarithromycin hoặc azithromycin. Trong trường hợp thất bại thì chúng ta có thể dùng đến tiếp theo, đấy là cái ceftriaxone. Chúng ta có thể dùng liều 50mg trên kg cân nặng trên 24 giờ. Thất bại với ceftriaxone thì chúng ta có thể phối hợp với ceftriaxone với cả clindamycin. Thì đây là cái từng cái bậc thang điều trị và cái cuối cùng là chúng ta có thể dùng với cả levofloxacin. Cái levofloxacin này thì FDA mới cho sử dụng trên trẻ em từ năm 2021. Tuy nhiên chúng ta không nên lạm dụng bởi vì đây là một cái loại kháng sinh mà chúng ta gọi là kháng sinh dự trữ. Thế nên là chúng ta không nên lạm dụng và sử dụng cái kháng sinh này chúng ta phải theo dõi rất là chặt chẽ. Và điều trị những cái mà viêm tai giữa mà cấp diễn mà kéo dài trên 15 ngày mà sau khi chúng ta điều trị vẫn còn tồn tại cái mủ và màng nhĩ vẫn phồng thì chúng ta cũng có thể dùng ceftriaxone khởi đầu ngay thì chúng ta không lặp lại như là cái viêm tai giữa cấp mủ thông thường và sau đấy thì chúng ta có thể dùng phối hợp với cả ceftriaxone với clindamycin hoặc là thất bại với cả hai thứ trên thì chúng ta có thể dùng levofloxacin 10mg trên kg cân nặng. Vậy thì cái thời gian sử dụng kháng sinh của chúng ta là bao nhiêu? Thì hiện nay cái thời gian sử dụng kháng sinh thì nó vẫn không thống nhất trên tất cả các guideline, không phải Việt Nam đâu, cả trên thế giới cũng thế. Cả trên thế giới cũng thế. Có những guideline thì hướng dẫn 5 ngày, có những guideline thì hướng dẫn 10 ngày, có guideline thì hướng dẫn 7 ngày. Đấy. Thì đây là những cái mà gì chúng ta thấy là gì mỗi một công trình nghiên cứu thì đều đưa ra cái lập luận của riêng mình. Tuy nhiên cái thời gian sử dụng kháng sinh này thì hiện nay vẫn chưa thống nhất. Với cái amoxicillin hoặc là clarithromycin, clindamycin, cephalosporin thì chúng ta sử dụng 10 ngày với trẻ nhỏ hơn 2 tuổi hoặc 5 đến 7 ngày với trẻ 2 đến trên 2 tuổi. Và với azithromycin thì chúng ta biết rồi, đây là một cái kháng sinh có tác dụng kéo dài. Nên là gì? Chúng ta có thể dùng trong 5 ngày hoặc 3 ngày tùy theo liều uống của chúng ta. Một cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng ở trên 520 trẻ từ 6 tháng cho đến 23 tháng tuổi thì người ta chia ra thành 2 nhóm. Đến là nhóm điều trị kháng sinh 10 ngày và nhóm điều trị kháng sinh 5 ngày cộng với cả placebo. Thì chúng ta thấy là gì? Là về kết luận thì cái tỷ lệ thất bại về lâm sàng ở nhóm điều trị kháng sinh 10 ngày thấp hơn là nhóm 5 ngày. Thế ra là cái này chúng ta thấy là gì? Đây là một nghiên cứu đưa ra gì khuyến cáo cho chúng ta sử dụng kháng sinh trong vòng 10 ngày. Những cái viêm tai giữa cấp mục cấp diễn thì tại sao chúng ta lại dẫn đến những cái tình trạng như thế này? Thì chúng ta thấy là gì? Cái nguyên nhân đầu tiên của chúng ta đấy là chúng ta chọn kháng sinh không đúng. Tại sao chúng ta chọn kháng sinh không đúng? Bởi vì kháng sinh
chúng ta sử dụng thì chúng ta phải sử dụng theo cái dịch tễ học vi khuẩn. Mà cái dịch tễ học vi khuẩn thì nó liên tục nó thay đổi, liên tục nó thay đổi. Do đó chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng những cái kháng sinh mà chúng ta dựa theo cái dịch tễ học vi khuẩn nhưng mà cách đây khoảng độ 5 năm chẳng hạn, thì rõ ràng là nó khác so với cả cái thời gian 1-2 năm gần đây. Thế do đó cái sự kháng sinh của chúng ta nó không phù hợp, nó sẽ dẫn đến thất bại. Cái thứ hai là thời gian dùng kháng sinh. Thì chúng ta thấy là gì? Như vậy là trong những cái viêm tay giữa cấp mủ thì thời gian dùng kháng sinh của chúng ta nên sử dụng từ 7 cho đến 10 ngày. Chứ chúng ta không nên dùng 5 ngày hoặc là ít hơn. Và liều lượng kháng sinh thì đôi khi là chính cái liều lượng kháng sinh chúng ta tính không đủ liều, không đủ liều trong 24 giờ nên là gì cũng dẫn đến cái thất bại. Và một cái nữa đấy là cái phối hợp kháng sinh của chúng ta. Tôi đọc rất là nhiều đơn, chúng ta thấy là gì phối hợp kháng sinh giữa hai nhóm, nhưng mà gì hai cái nhóm này nó là gì, nó lại tác dụng đối kháng với nhau. Thì do đó thì khi sử dụng kháng sinh mà hai nhóm đối kháng với nhau, hai loại kháng sinh đối kháng với nhau thì nó sẽ giảm tác dụng của cả hai loại kháng sinh. Một nguyên nhân nữa dẫn đến thất bại khi điều trị đấy là vi khuẩn kháng thuốc chiếm gần 50%. Đặc biệt là gì, là tụ cầu vàng mà kháng methicillin bây giờ chúng ta gặp cũng không phải là ít. Không phải là ít. Thế và cái mà tỷ lệ mà cái viêm tai giữa cấp diện thì tần suất ngày càng tăng. Và đặc biệt là gì, gặp ở trẻ dưới 1 tuổi. Gặp ở trẻ dưới 1 tuổi. Chắc các bác sĩ nào hay điều trị cho trẻ em và đặc biệt là nhi thì sẽ gặp cái tình trạng này cũng không phải là hiếm. Và các yếu tố nguy cơ tiếp theo đấy là mà dẫn đến những cái mà chúng ta có thể gặp những cái viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn, ví dụ như là gì, trẻ trong 6 tháng đầu hoặc là trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ hút thuốc, đi nhà trẻ là vi khuẩn ở mũi họng tần suất gặp nhiều. Di truyền thì đây là cũng là một cái xu hướng mà bây giờ chúng ta cũng đang đi vào cái nghiên cứu, bởi vì thực ra những cái bằng chứng về những cái này thì chúng ta cũng chưa có những cái công trình nghiên cứu một cách rộng rãi để chúng ta khẳng định là có tính di truyền. Kháng sinh dự phòng ống thông khí VA và với cái trong vai trò của cái viêm cái tai giữa cấp diễn hoặc là viêm tai giữa kéo dài thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là cái kháng sinh dự phòng thì có thể là giảm cái tái phát cái tần suất viêm tai giữa cấp, giảm cái tái phát viêm tai giữa cấp thì nó sẽ giảm cái tần suất mà chúng ta bị cái viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn, viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn. Thế mà VA thực sự thì nó không đóng một cái vai trò là tác nhân gây bệnh cái viêm tai giữa cấp mủ, nhưng nó lại là một cái vai trò, đóng một cái vai trò làm gia tăng cái viêm tai giữa cấp mủ cũng như là kéo dài cái thời gian viêm tai giữa cấp mủ mà chuyển sang cái giai đoạn đấy là viêm tai giữa cấp mủ cấp diễn. Lý do tại sao VA lại đóng vai trò là không là nguyên nhân nhưng lại đóng vai trò quan trọng như vậy là bởi vì khi chúng ta thấy là gì, ở trẻ nhỏ thì cái VA khi mà khối VA nó quá phát thì thứ nhất là nó có thể gì làm hạn chế cái sự đóng mở của loa vòi, tức là hạn chế trao đổi cái không khí giữa tai và môi trường bên ngoài. Do đó nó sẽ tạo nên một cái áp lực âm ở trong cái tai giữa. Và khi mà tạo nên một áp lực âm rồi thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng gì? Nó sẽ hút dịch ở dưới vòm mũi họng lên và đấy là con đường chích để gì? Để cái vi khuẩn từ dưới mà nó vào, từ dưới họng mà nó vào tai. Cái thứ hai thì nó làm lơi mà bởi vì tổ chức VA nó có rất nhiều khe rãnh, nhất là khi nó quá phát thì đấy là cái lơi mà trú ngụ của vi khuẩn và tạo thành gì, thường ở những cái vi khuẩn nó có thể tạo thành các biofilm. Và do đó gì cái mà chúng ta kháng sinh chúng ta thấy nó yên ắng, tức là gì lúc đấy chúng ta chỉ có diệt khuẩn thôi mà chúng ta chưa làm sạch khuẩn được. Do đó khi chúng ta dừng kháng sinh thì một vài ngày sau nó lại tái phát. Do đó chúng ta lưu ý với những cái chỉ định
về cắt cái VA, cắt cái VA. Bởi vì nên chủ động khi mà gì, khi mà gặp những đứa trẻ mà gì, viêm tai giữa tái phát hoặc viêm tai giữa cấp mục cấp diễn, thì khi điều trị ổn định thì chúng ta nên có chỉ định cắt bỏ cái VA sớm. Ống thông khí cũng là một vấn đề. Bởi vì hiện tại bây giờ các bác sĩ tai họng tôi thấy là gì, quá lạm dụng trong cái vai trò đặt ống thông khí cho trong những cái viêm tai giữa cấp mục, viêm tai giữa cấp mục. Và cái hậu quả là gì? Là dẫn đến cái hiệu quả điều trị nó không cao do chúng ta chỉ định nó không đúng. Vậy thì cái chỉ định đặt ống thông khí khi nào? Khi mà tồn tại sau khi chúng ta sử dụng các liệu pháp kháng sinh mà thất bại. Và thứ nhất là gì, tần suất tái phát của cái viêm tai giữa cấp mục nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa đấy là gì, đấy là ứ mủ ở trong tai giữa mà trên 3 tháng mà chúng ta điều trị không hết, thì đấy mới là những cái mà chúng ta chỉ định đặt ống thông khí. Ngày nay, hiện nay thì sao, các phòng khám của các bác sĩ chúng ta cứ viêm tai giữa cấp mủ thì gì, chúng ta chỉ định đặt ống thông khí một cách rất là ẩu, không hề theo chỉ định nào cả, thích là đặt. Do đó thì cái tác hại của cái đặt ống thông khí thì chúng ta biết rồi. Thứ nhất là gì, khi mà chúng ta đặt ống thông khí nó không đúng thì nó không đem lại cái hiệu quả điều trị, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nên là chúng ta tạo một cái thông thương giữa cái bên ngoài vào trực tiếp tai giữa qua ống thông khí, thì cái cơ hội nhiễm khuẩn nó còn tăng hơn. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, đối với trẻ mà khi chúng ta đặt ống thông khí này mà gì, tắm vội cho trẻ chúng ta không để ý, thì chúng ta sẽ làm nước nó vào cái tai giữa thông qua ống thông khí, do đó gì, cái thời gian chảy mủ khi nó còn dài hơn là cái mà chúng ta không đặt. Và đương nhiên là như vậy thì cái tác hại đối với cả bệnh nhân nó sẽ lớn hơn là chúng ta không đặt ống thông khí. Còn khi chúng ta đã đặt ống thông khí thì chúng ta nên có đúng chỉ định. Trên này là cái toàn bộ cái phần trình bày cái bài của tôi. Thì các anh các chị có vấn đề gì thì chúng ta sẽ trao đổi. Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Cao Minh Thành, giám đốc trung tâm tai mũi họng và phẫu thuật cấy ốc tai bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vừa rồi trong thời gian 20 phút thầy đã trình bày rất rõ ràng cho chúng ta về kiến thức chẩn đoán điều trị viêm tai giữa cấp mủ và kiến thức cập nhật những năm mới nhất 2022 và những cái điểm cần lưu ý. Tiếp theo sau đây sẽ mời quý vị các đầu cầu chúng ta có những kinh nghiệm hoặc có những có câu hỏi gì cần trao đổi thì xin mời chúng ta đưa ra và thầy Thành sẽ trả lời ạ. Xin mời quý vị. Quý vị đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Vâng, nếu không có câu hỏi gì thì xin cảm ơn thầy. Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu bằng